Anh Huyền xin chúc tất cả các quý vị khán giả của kênh truyền hình SCTV4 một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Kim Tuyến xin chào các khán giả của kênh SCTV4. Nhân dịp mùa xuân mới xuân Kỷ Hợi, Kim Tuyến xin chúc người người nhà nhà một năm mới công việc thuận lợi, tình yêu phơi phới và sức khỏe ở khắp muôn nơi. Happy New Year! Phương Trần xin chúc cho tất cả quý vị khán giả của kênh truyền hình SCTV4 một năm mới đông đầy hạnh phúc, giữ mãi an khang. Chào quý vị khán giả của SCTV4. Nhân dịp năm mới, Hồng Ngọc kính chúc quý vị thêm nhiều sức khỏe, tất tài phát lộc và vạn sự như ý. Nhân dịp năm mới, Kim Lê xin được gửi lời chúc đến quý vị khán giả của SCTV4 một năm mới thật là niềm vui, hạnh phúc và vạn sự như ý. Nhân dịp Tết 2019, Vicky xin được chúc cho tất cả các vị khán giả của SCTV4 sẽ có một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. SCTV4 chúc mừng năm mới.